Tại một số hệ thống siêu thị lớn, ngoài các nhóm hàng đăng ký theo chương trình bình ổn thị trường như gạo, thịt lợn, thịt gà, trứng, thủy hải sản, dầu ăn, rau củ, thực phẩm chế biến, bánh mứt kẹo, rượu, bia, nước giải khát trong dịp Tết Nguyên đán, thì các nhóm mặt hàng khô như măng, miến, mộc nhĩ, các loại quả, hạt khô phục vụ Tết cũng được tăng cường đa dạng về chủng loại. Tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, lượng thịt gia súc gia cầm rất dồi dào, giá ổn định. Hiện thịt lợn có giá từ 90.000 đến 130.000 đồng 1 kg, thịt gà công nghiệp có giá từ 60.000 đến 80.000 đồng 1 kg, gà ta nguyên lông 130.000 đến 140.000 đồng 1 kg, thịt bò 200.000 đến 280.000 đồng 1 kg tùy loại.